để khám là đánh giá cái siêu âm đàn hồi của gan thì một cái quy trình khám giống như mình khám siêu âm bụng, tức là tư thế bệnh nhân nằm khám giống như một khám bụng tổng quát. Và trong cái khám cái siêu âm đàn hồi gan thì hai tay chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân, phải đòi hỏi mình chuẩn bị bệnh nhân trước, phải nhìn ăn trước 4 tiếng đồng hồ là tối thiểu, và hai tay chúng ta phải đưa lên cao. Khi hai đưa lên cao như thế thì cái khoảng kẽ giãn xương, các cái kẽ giãn xương cái màng xương phải sẽ giãn rộng ra. Thế vậy với giãn rộng ra thì chúng ta sẽ đặt đôi gió vào là thuận tiện hơn. Thì vì là nằm trong một cái quy trình sản gan, cho nên chúng ta cũng phải đánh giá kỹ hình ảnh 2D, tức là đánh giá B1 hình ảnh 2D của kỹ gan trên các cái mặt cắt cơ bản. Thì cái phần này tôi không nhắc lại ở đây, đây không phải là nội dung trọng tâm của hướng dẫn khám siêu âm, của đánh giá siêu âm 2D của gan hay là siêu âm Doppler của gan. Hôm nay tôi chỉ hướng dẫn phần nội dung chính là đánh giá siêu âm đàn hồi của gan. Như vậy thì nằm trong cái bối cảnh của siêu âm 2D của gan thì chúng ta sử dụng các cái mặt cắt cơ bản, dự hàm mặt cắt dưới xương, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, hoặc là mặt cắt dọc kẽ xương, hoặc là mặt cắt rỗn vai phải, để chúng ta đánh giá nhu mô gan mà cắt cấu trúc giải phẫu của cầu gan. Bây giờ quay trở lại bệnh nhân này, đây là một cái trường hợp mà bị viêm nhiễm gan B mãn tính và đã có biểu hiện một cái viêm gan B mãn. Mọi người thấy trên hình ảnh 2D nhé. Trên hình ảnh 2D thì về cấu trúc nhu mô hít sâu vào. Cấu trúc nhu mô thì mọi người thấy cái phần nhu mô gan không được mịn màng, lấm tấm những cái cấu trúc hạt nhé, dạng hạt. Và nhìn kỹ trên cái thân của cái mạch máu, mọi người thấy nó không còn trơn lạng giống như một cái gan bình thường. Và mọi người thấy cái đường bờ, cái đường viền của các cái mạch máu, cái thành của các cái mạch máu nó lồi lõm, nó không được thẳng tắp giống như một cái mạch máu bình thường. Và nếu chúng ta sử dụng cái đầu gió linear thì chúng ta sẽ thấy được cái nghiên chỉ chi tiết của cái cấu trúc gan nó rõ hơn và cái đường bờ gan nó rõ hơn. Mọi người thấy cái cấu trúc nhìn thở cái nhu mô gan, cái cấu trúc nó cũng được mịn màng lắm nha. Lấm tấm những cái đường mạch tăng âm, mà chúng ta thấy cái thành mạch này nè, cái thành cái nhánh tình cửa đây, cái thành nó cũng được thẳng tắp. Trong trường hợp này cái bờ gan vẫn còn tương đối đều. Và khi mà đánh giá 2D thì chúng ta cũng chọn luôn cả cái vị trí để chúng ta sẽ dự định để đặt các cái roi hoặc là cái box tùy theo cái kỹ thuật chúng ta sử dụng, siêu âm điểm, đo điểm hay là đo trên diện phẳng. Ví dụ như ta thông thường thì các khuyến cáo thì đó ở các cái dọc kẽ xương phía cái gan phải nhé. Còn nếu chúng ta chọn hạt công ty 7, hạt công ty 8 thì càng tốt hơn nữa. Bây giờ tôi hướng dẫn cái phần đó bằng 2D đo điểm. Đo điểm thì khi chúng ta khởi động cái phần đo điểm thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái roi rất là nhỏ, một cái hộp roi rất là nhỏ. Hộp roi đó nhỏ, bề chiều khoảng 5 mm. Và cái roi này chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ đặt làm sao đó cái trục. Cái trục của cái roi này nó phải vuông góc với bề mặt của cái gan. Và là cách bề mặt gan, theo lý thuyết thì là 1,5 cho đến 2 cm là tối ưu. Trong trường hợp ở đây chúng ta sẽ thấy là 1,53 cm và nó thực sự phải vuông góc với bề mặt gan nhé. Bề mặt gan thì 1,5 cách cái bề mặt gan khoảng 1,5 đến 2 cm, hoặc là cắt cái thành bề mặt thành bụng, tức là cái bề mặt đầu giò từ 3,5 đến 4 cm.
Rồi. Về cái quan trọng chúng ta phải cần sự phối hợp của cái người bệnh, cái người bệnh đối với cái lần đo. Tại vì cái kỹ thuật này nó rất là dễ nhiễu ảnh khi bệnh nhân vào thở. Thế vậy chúng ta khi hướng dẫn nhìn thở là một cái đòi hỏi sự phối hợp giữa cái người đo và cái bệnh nhân lúc thở. Thì kinh nghiệm của tôi thường là khi bệnh nhân hít vào, thở ra nhẹ nhàng khoan thai thôi. Sau khi thở ra thì bảo hướng dẫn cho bệnh nhân ngưng thở lại. Và khi đó ngưng thở chúng ta sẽ thấy cái gan phải nhìn kỹ trên cái nhu mô gan thực đứng yên thì chúng ta mới khởi động đo. Rồi hít vào, thở ra, ngưng thở lại. Rồi, khi ngưng thở nhé, thì mọi người thấy tròn cái roi, tôi nhắc lại là cái roi này chúng ta thở lại bình thường. Khi còn cái roi này chúng ta phải xác định cái phần nhu mô gan mà không có bất kỳ một cái cấu trúc mà bất thường nào. Chẳng hạn như cái u gan hoặc là một cái mạch máu bất thường hoặc là một cái mạch máu giải phẫu trong gan. Trong cái roi này theo khuyến cáo thì không nên đặt cái mạch máu bên trong mạch máu, là chứa cái mạch máu bên trong cái vùng roi này. Để trường hợp đó chúng ta đo ở đây là 1,22 mét. Chân thở lại. Thở lại bình thường. Dừng thở lại. Thở lại bình thường. Và trong mỗi lần đó mọi người thấy đối với cái nhà sản xuất này thì họ sử dụng, nhà sản xuất Samsung họ sử dụng một cái thông số RMI. RMI viết tắt là cái hệ số đo độ tin cậy, Reliable Measurement Index, tức là ở đây là 0,9. Thì quy định của cái nhà sản xuất họ RMI này trên 0,5 thì chấp nhận cái kết quả đó là đáng tin cậy và thu nhận cái kết quả này. Như vậy mọi người sẽ nhìn thấy trên 4 lần đó, tôi qua vừa rồi tôi đo 4 lần mà đều cái RMI trên 0,5, 0,9, 0,71 và 0,9. Và chúng ta sẽ tiếp tục đo như vậy 10 lần như thế. Nín thở. Thở lại bình thường. Đấy. Mọi người luôn luôn kiểm tra ha, kiểm tra cái cái roi này nằm dưới bề mặt gan 1,5 đến 2 cm, vuông góc, cái trục của cái roi vuông góc với cái bề mặt của gan và tránh không có chứa các cái mạch máu bên trong hoặc là các mạch máu phía trước hoặc là mạch máu hai bên trong vòng 1 cm. Nín thở. Thở lại bình thường. 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 Như vậy tôi đã thực hiện 10 lần đo ha. Và theo như cái hướng dẫn là chúng ta nhớ là cái roi này nằm dưới bề mặt gan khoảng 1,5 đến 2 cm hoặc là cách bề mặt đôi giò khoảng 3,5 đến 4 cm. Cái trục cái roi là phải vuông góc với bề mặt đôi giò và bên trong cái roi này không có chứa bất kỳ một cái mạch máu nào hoặc là một cái cấu trúc bất thường nào của gan, hay là cái u gan chẳng hạn. Và chúng ta khi thực hiện đó thì đòi phải phối hợp cái gan với người bệnh làm cái đó, nín thở, nhìn thở, phải để giữ cái gan thật đứng yên và lúc đó chúng ta sẽ khởi động cái phím đo. Một cái kinh nghiệm như khi chúng ta bảo bệnh nhân nín thở nhưng mà bệnh nhân vẫn thở, nên chúng ta phải
mình ta không thể nhìn bệnh nhân thở thở được, mà chúng ta có thể nhìn kỳ gan. Chúng ta nhìn trên hình 2D này và bệnh nhân nín thở, chúng ta sẽ thấy những cái cấu trúc trong nhu mô kỳ, trong mô gan, cái roi nằm trong gan này thực sự đứng yên. Lúc đó chúng ta mới bấm cái khởi động cái phím đo. Thứ hai là cái cách mà theo kinh nghiệm của bản thân cũng như khuyến cáo của các hướng dẫn thì không nên bảo bệnh nhân hít vào rồi nín thở, tại vì lúc đó khi hít vào thì làm cho cái hít vào quá sâu chẳng hạn, thì nó làm căng cái áp lực ổ bụng lên, cho vậy tăng một cái độ cứng của gan giả tạo lên. Thế thì thông thường thì chúng ta hít thở thở một cách bệnh nhân thở bằng cách tự nhiên khoan thai, và cuối có thi thở ra chúng ta bảo bệnh nhân dừng thở lại, thì lúc đó chúng ta đo cái thời điểm đó là cái gan là được yên nhất và cái thả lỏng của cái gan nó cái cơ thể nó thả lỏng tốt, thì không có tình trạng tăng áp lực bên trong của ổ bụng và nó ảnh hưởng đến cái độ cứng của gan. Rồi sau chúng ta đo 10 lần, chúng ta sẽ kiểm tra lại 10 lần đo này có hiệu quả hay không, thì chúng ta sẽ bấm cái phím profile. Cái phím này chúng ta sẽ thấy nó thể hiện 10 cái kết quả. 10 cái kết quả ở đây thì mỗi lần một kết quả nó có chỉ số RMI. Ở đây là cái chỉ số RMI của 10 lần. Chúng ta thấy 10 lần ở đây là điều trên 0,5. Nó 0,9, 0,7, 1, 0,9, 1, 0,8, 0,9, 0,9, 1 và 1. Như vậy thì 10 cái kết quả này đều chấp nhận, đều là đạt cả. Theo khuyến cáo, nếu mà cái 10 kết quả này mà nếu chỉ có chưa được 6 lần đạt, tên là tỷ lệ đạt phải trên 60% là trên 6 lần đạt, thì lúc đó cái lần đo mới thành công. Còn mà 10 lần đo này mà 6-7 lần không đạt, 5 lần không đạt, tức là cái phần đạt thì chưa được quá 60%, thì xem như là kết quả đó chúng ta không thực hiện được, không nên lấy. Và một cái thông số trả lời kết quả chúng ta lưu ý là chúng ta lấy cái giá trị trung vị, tức là median, giá trị trung vị. Cái trung vị này, median này ở đây thể hiện là 1,2 mét giây. Và một cái thông số nói lên độ tập trung của 10 lần đo là cái EQR trên chia cho median. Ở đây là 6,25%, tức là cái độ tin cậy khá cao. Thì cái EQR trên median này, theo khuyến cáo của Hiệp hội Siêu âm Thế giới, thì tối thiểu là phải đối với cái kỹ thuật đo điểm, đo bằng point siêu đo điểm thế này, thì kết quả không tiện tin cậy khi mà trên đạt quá 30%. Thì 30% thì không nên lấy cái kết quả đó cũng đáng tin cậy. Kết quả đã chấp nhận được đáng tin cậy khi nó dưới 15%. Còn khi 10%, dưới 10% như ở đây thì 6,25%. Ở đây là một cái kết quả đáng tin cậy, có thể chấp nhận mà chúng ta sử dụng. Và mọi người thấy nó phải có cái tổng kế 10 lần đo. Và chúng ta có thể in cái lần 10 lần đo này gửi kết quả cho người bệnh. Đó là cái kỹ thuật đo bằng điện. Bây giờ tôi chuyển qua cái kỹ thuật đo bằng diện phẳng 2D. 2D này cũng thể chúng ta cái phần trên cái chúng ta sẽ ra một cái FOV, tức là một cái diện khảo sát. Cái diện khảo sát đồng vậy, đó là cái đường kính, cái kích thước của cái diện khảo sát này chúng ta có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được và nó có thể mở ra, có thể thoa nhỏ lại. Và người ta khuyến cáo thì có thể thu nhỏ lại để nó được đạt được cái độ tin cậy chấp nhận. Thứ hai là cái diện khảo sát chúng ta ở đây cũng vậy, nó phải cách bề mặt gan giống như cái đo roi vậy, chúng ta đo điểm vậy, cũng phải cách bề mặt gan từ 1,5 đến 2 cm, và nó tránh cả cái mạch máu bên trong cái diện khảo sát này. Thì để tôi bắt đầu đo lại cho một cái vùng gan không có khối u, cũng không có cái mạch máu. Rồi hướng dẫn bệnh nhân nhìn thở
Sau khi mình nhìn thấy cái gan là thực sự đứng yên, nhìn thở, thì chúng ta khởi động đo. Thì ở đây thì ở đây chúng ta có thể bấm cái khởi động cái chức năng RMI để đến xem cái độ tin cậy của cái trên cái diện đó 2D chúng ta có tin cậy hay không. Ở đây mọi người thấy cái thước đo RMI đây là thước đo RMI, một là nó màu trắng, nó mã hóa màu trắng, mà không nó mã hóa màu đỏ. Như trường hợp ở đây thì cái RMI toàn bộ cả cái vùng đo này là màu gần như màu trắng vậy, xem như là cái chất lượng của cái lần đo này là tốt ha. Là thì chúng ta sau khi xác định cái chất lượng nó đạt, RMI đạt, bây giờ chúng ta đo. Thì theo khuyến cáo thì người ta nên sử dụng cái roi nằm ở vị trí ở trung tâm, tại thường thường ở ngoài rìa nó hay bị nhiễu ảnh. Ở đây thì mọi người thấy thì kết quả đây là lần thứ nhất, tôi đo lần thứ nhất rồi. Ở đây mọi người thấy cái RMI là 1 và cái kết quả là 1,21 mét giây. Và thì đối với đó theo cái diện phẳng 2D thì chúng ta sẽ đo 5 lần và chúng ta sẽ trung bình cộng lại. Nín thở. Mỗi lần như vậy chúng ta kiểm tra RMI là chúng ta sẽ đo. Chừng thở. Hoặc là chúng ta có thể bằng cách là chúng ta đúc hình, một bên là hình ảnh RMI, một bên là cái hình ảnh đo cái vận trả trị vận tốc của như vậy thì bọn ta có thể đúc hình lên, đó là gấp đôi cái hình, một hình bên là đo cái giá trị vận tốc, còn một bên hình này là hình thể hiện cái chất lượng của cái phép đo. Ở đây là mã hóa màu trắng, toàn bộ là cái mã hóa màu trắng thì mọi người thấy cái toàn bộ chất lượng của cái 2D này, trên hình đỏ đo 2D này thì màu trắng rất là đạt. Chúng ta có thể thực hiện lấy cái thông số để đo. Nín thở. Nhìn thở. À, sau khi tôi đo 5 lần, tôi cũng thể hiện cái profile 5 lần. Để vậy cũng giá trị vận tốc là 1,22. Cái EQR là 2,87. Như vậy thì chúng ta thấy đó, mỗi lần trước đó cái bằng đo điểm chúng ta đo là 1,20 mét giây. Lần này đo bằng 2D chúng ta thấy là 1,22 mét giây. Như vậy thì cái 5 lần đo của cái trường hợp này để có thể kết luận là với cái giá trị 1,22 như thế thì có thể kết luận trường hợp này là F0 đó. Bây giờ tôi thử một cái trường hợp, tôi đưa thở một trường hợp tình huống là tôi đặt cái roi vào trong cái mạch máu nhé.
mọi người sẽ thấy cái kết quả thế nào. Nín thở. Như mọi người thấy, nếu chúng ta đặt cái roi chúng ta vào trong các trục mạch máu như ở đây, thì nó sẽ xuất hiện nhiều. Nha. Và khi nhiều như thế này, thì khuyến cáo thì không nên sử dụng cái kết quả đo những cái lần mà bị nhiều như thế này. Ví dụ nó xuất hiện cái trục mạch máu bên trong thế này, thì mọi người thấy cái giá trị, cái độ cứng nó thay đổi đi. Để thể hiện bằng độ cứng nó thay đổi, thì người ta khuyến cáo không nên sử dụng cái kết quả những cái lần này. Nha. Ở đây còn một cái mạch máu, tôi đã đặt cái roi vào trong mạch máu vậy. Nín thở. Đấy. Mọi người thấy khi nó xuất hiện cái mạch máu thì trên nguyên tắc thì cái sóng biển dạng nó không di chuyển được bên trong cái môi trường được, là di chuyển cái hiện tượng là khác, cho nên cái kết quả nó xảy ra là cái thông số sẽ khác, và những tình huống này thì cái kết quả nó sẽ sai lệch nếu chúng ta sử dụng cái đo ở những cái cấu trúc có mạch máu như thế này. Là chúng ta đi vào một cái trường hợp ca thứ hai cũng vậy. Ở đây là một cái trường hợp mà có các cái xét nghiệm phù hợp một cái viêm gan mạc nhé. Rồi bây chúng ta cũng chuẩn bị như thế, chuẩn bị người bệnh, chuẩn bị bệnh nhân là tối thiểu phải nhìn nắng trước 4 tiếng đồng hồ. Thứ hai, khi làm tư thế chúng ta đưa hai tay lên cao quá đầu để mà lập căng kỹ các cái khoảng giãn xương để chúng ta thực hiện phép đo nó dễ dàng hơn. Thì chúng ta cũng phải khởi đầu, chúng ta phải một cái quy trình khám gan giống như một cái quy trình khám gan thông thường, khám một cái bệnh lý tổng quát thông thường, chúng ta sẽ khám gan sử dụng các cái mặt cắt cơ bản để khảo sát cái gan. Ở đây mọi người thấy nhìn cái cấu trúc của cái nhu mô gan không được đồng nhất, nó thô, hít sâu vào, anh hít sâu vào, anh hít vô. Chúng ta cũng phải sử dụng các cái mặt cắt cơ bản để khảo sát toàn bộ cái gan về nhu mô cũng như các cái cấu trúc mạch máu ở gan. Ở đây mọi người thấy cái nhu mô gan không được đồng nhất nhé. Bờ gan thì bắt đầu chúng ta sử dụng đầu dò 7.5 chúng ta sẽ thấy về cái nhu mô gan nó không được đồng nhất, là thể hiện trên cái thanh của cái tĩnh mạch. Mọi người thấy thanh của cái tĩnh mạch gan nó không được trơn lạc, nó lồi nhọm lồi lõm của những cái cấu trúc nhu mô gan, nó ẩn, tạo ra cái dấu ẩn trên thanh của cái tĩnh mạch gan. Chúng ta sử dụng cái đo dò 7.5 để đánh giá bề mặt bao gan. Mọi người thấy thứ nhất là cái đường bờ không đều, mọi người thấy nó không được điều, như không được tạo thành một cái đường thẳng mà nó có gập ghềnh. Về cái cấu trúc nhu mô, về nhu mô bên dưới mọi người sẽ thấy ở đây cái phần nhu mô gan không được đồng nhất nhé. Rồi bây giờ qua cái hình 2D thì chúng ta phải chọn cái vị trí thuận lợi
để mà khảo sát đo đo đạc khí khi siêu âm đàn hồi. Ở đây cũng có hai cái kỹ thuật siêu âm đo điện và đo trên diện phẳng. Thì mọi người chú ý thì, trong cái phần bài trình bày về cái các cái ảnh giả, ảnh nhiễu, thì một trong những ảnh nhiễu mà thường gặp nhất đó là cái ảnh nhiễu do các cái cấu trúc, cấu tạo của cái thành ngực, cái thành của màng xương ở đây. Ở đây ba lớp cơ da xương tương đối rõ, cho nên gây ra tình trạng nhiễu ảnh dồi lại trên bề mặt gan cũng đáng kể nhé. Nếu mà gặp tình trạng nó nhiễu ảnh đáng kể thì chúng ta phải chọn cái vị trí khác. Như trường hợp đây chẳng hạn, cái mô sơ ở đây nhiều hơn, mọi người thấy rất là tăng âm, rất là tăng âm của cái thành các lớp thành ngực. Khi các lớp thành ngực tăng âm như vậy thì cái phần nhiễu ảnh dồi lại ở đây rất là nhiều. Khi nồi lại nhiều ở đây, nhiều ảnh dồi lại ở đây nhiều thế này thì cái kết quả đó sẽ sai lệch đi. Nên chúng ta khi đặt đo dò để tìm cái vị trí trong gan là một rồi, chúng ta cũng phải tìm cái vị trí thành ngực là phù hợp nữa để có thể tạo ra được cái hình ảnh tối ưu nhất, trên không có cái hiện tượng dồi lại trên bề mặt của gan. Rồi cùng hướng dẫn bệnh nhân nín thở, cách thở để mà đo nha. Nên tôi nhắc lại là cuối cái thì thở ra và dừng hơi thở lại. Anh ấy thở bình thường tự nhiên, khi nào nói dừng thở lại thì dừng lại, thở nhẹ nhàng khoan thai thôi. Và khi đo điểm chúng ta nhớ đặt cái roi chúng ta phải vuông góc với bề mặt của cái gan. Và cái roi chúng ta phải tránh các cái mạch máu. Rồi dừng thở. Dừng thở. Thở lại bình thường. Tôi nhắc lại thì đây, cái bề mặt roi này nó cách kỳ gan không quá 2 cm, tức là 1.5 đến 2 cm là tối ưu, hoặc là cách thành bụng, cách bề mặt đôi giò không quá 4 cm, không quá 4 cm, 5-4 cm thì ra là 6 cm có thể chấp nhận được, nhưng mà 4 cm là kết quả tối ưu nhất. Thì chúng ta xác định bề mặt dễ nhất là từ bề mặt gan rồi đến cái roi là 1.5 đến 2 cm, và cái trục của cái roi này phải vuông góc với trục của bề mặt của cái gan. Như trường hợp ở đây thì đó, nếu không vuông góc chúng ta phải chỉnh cái đôi giò lại để sao nào đó cho vuông góc với cái bề mặt của gan. Nhìn thở. Thở lại bình thường. Ở đây cái kết quả lần thứ hai mà mọi người chú ý, cái RMI đó là chỉ số chất lượng là 0.9, chứng tỏ là kết quả nó chấp nhận được. Nín thở. Thở lại bình thường. 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 Ở đây sau khi đó thực hiện 10 lần đó, chúng ta sẽ thấy cái
xem kiểm soát cái RMI. Như vậy thì mọi người thấy cái lần thứ 5 cái RMI này nó giá trị đó, cái chỉ số tin cậy là 0,4. Như vậy cái lần này chúng ta không nên sử dụng cái kết quả RMI này. Như vậy chúng ta sẽ quay lại để xóa cái kết quả RMI 0,4 này đi. Rồi chúng ta đo lại cái lần khác. Nhìn thật. Trở lại bình thường. Thế mà chúng ta phải kiểm tra lại cái profile, kiểm tra lại cái 10 lần đo. Như vậy với lần thứ nhất kiểm tra cái RMI chúng ta thấy tất cả 10 lần đều cái giá trị trên 0.5. Như vậy thì kết quả cái giá trị median trung vị là 1,53 mét giây. Và cái chỉ số EQR trên median này là 13,7%, 13,77%. Như vậy 13,77% thì theo khuyến cáo của Hiệp hội Siêu âm Thế giới thì dưới 15% là kết quả này chấp nhận được. Và trên trường hợp này chúng ta có thể kết quả là bệnh nhân là 1,53 mét giây. Thì nếu theo cái xếp loại của cái phân độ sơ hóa thì trường hợp này chúng ta có thể xếp là F2, tức là nó dưới 1,59 theo cái kết quả khuyến cáo của nhà sản xuất dưới 1,59 thì là F2, trên 1,59 là F3. Bây giờ chúng ta đo, chuyển qua đó cái bằng kỹ thuật 2D nhìn thở. Trở lại bình thường. Chúng ta cũng kiểm tra bằng RMI và chúng ta đo. Và chúng ta vừa đo thực tế là đo phải 5 lần như thế. Như trường hợp ở đây tôi vừa đo một lần thứ nhất là 1,61 mét giây. Như vậy chúng ta thể tiến hành đo 5 lần. 5 lần như thế này chúng ta sẽ tổng kết lại. Thì nín thở. Thở lại bình thường. Nhìn thở. Nhìn thở. Nhìn thở. Ở đây trong trường hợp trong quá trình đó mọi người thấy là xuất hiện một cái hình ảnh nó nhiều ha, nó nhiều. Thì nó nhiều đây có khả năng là do đấy, tôi đặt cái diện đó này gần sát với cái màng phổi của anh. Đây là một những cái lý do nhiều khi nó sóng ấm nó cái sóng này phát đi rồi nó đo nó theo dõi theo về cái giọng vận theo về cái sóng biến dạng nó bị cản trở cái màng phổi này đi. Có thể đây là một trong những mà cái kết quả nó ra nhiều thế này. Nhưng trường hợp này chúng ta phải kiểm chứng. Đấy, kiểm chứng bằng cái bản đồ màu chất lượng. Thì bản đồ màu chất lượng đúng là cái vùng phía bên này nó màu mã hóa màu đỏ, tức là cái màu đỏ đấy. Nó mã hóa màu đỏ thì chứng tỏ là chất lượng rất là kém, nó dưới 0,5. Thì chứng tỏ là trường hợp này chúng ta nghi ngờ cái nhiều. Nếu mà chúng ta không cần bản đồ chất lượng, chúng ta có thể nói đây là nhiều được, là vì không thể có một cái tình huống, một cái gán mà vừa mềm mà vừa cứng mà chia đôi thế này được. Như vậy trên hình ảnh, nếu khi chúng ta đo, chúng ta có thể lý giải được là cái lần đó đó bị lỗi kỹ thuật hay là lỗi gì. Nín thở. Thở lại bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy
cái vùng mà đó, cái vùng mà họ nhìn thở. Trở lại bình thường nữa. Nhìn thở. Nhìn thở. Thở là bình thường. Thở là bình thường thì nên thở. Thở là bình thường. Nên thở nữa. Thở lại, thở, cố gắng nên kỹ. Thở bình thường đấy. Nín thở. Thở bình thường. Nín thở. Thở là bình thường. Nín thở. Như vậy chúng ta phải đo 5 lần, như vậy chúng ta trung bình cộng lại. Bây giờ tôi chuyển qua hướng dẫn một cái kỹ thuật mà đo 2D. Đó, chia cái đồng hồi 2D mà real time, tức là chia trường tình huống mà bệnh nhân không nhìn thở được, chẳng hạn như khám ở trẻ em chẳng hạn không nhìn thở được, thì chúng ta ăn cái thở tự nhiên bình thường, thở nhẹ nhàng thôi, thì chúng ta vẫn đo. Và những các cái máy thế hệ sau này với cái khả năng tốc độ xử lý cực kỳ nhanh, khi mà real time như thế thì nó xử lý rất là nhanh, nó vừa tính toán được cái giá trị sóng biến dạng mà vừa thể hiện được cái màu, và nó làm những cái tính toán như thế cực kỳ nhanh, thì nó có thể thể hiện được gọi là đó đàn hồi trên thời gian, theo thời gian thực, real time elastography. Thì ở đây mọi người thấy anh bệnh nhân này vẫn thở bình thường mà tôi vẫn đo, thở nhẹ nhẹ thôi, thở nhẹ. Đấy, thì trong cái chuỗi hình mà mọi người thấy chuỗi hình rất nhiều chuỗi hình nhá. Và chúng ta sẽ dùng cái chỉ số RMI này để mình xem lại cái chuỗi hình này. Và rồi cái chuỗi hình nào mà thấy cái RMI nó đáng tin cậy nhất, như chẳng hạn như trường hợp cái chuỗi hình này chúng ta mở cái chế RMI đáng tin cậy nhất, thì chúng ta sẽ xác định vào đó chúng ta đo. Như trường hợp ở đây thì 1,59 mét một giây. Nó phù hợp, mọi người nhớ trường hợp này đo 2D thì cũng phải 1,59 mét một giây. Hoặc là chúng ta vừa khởi động cái đó 2D siêu quay, vừa đó vừa đánh giá cái RMI. Thở tự nhiên bình thường, thở quang thai nhẹ nhàng thôi.
Đấy, như vậy chúng ta phải sẽ đo hàng loạt và chúng ta quay lại bằng RMI để tìm cái giá trị, tìm cái khung hình nào mà RMI nó với cái đồ đạc, cái đồ đạc nó cao nhất, chúng ta sẽ sử dụng cái khung hình đó, chúng ta thực hiện cái phép đo. Lần này tôi đo, tôi chọn được cái khung hình này, nó tương đối đồ chất lượng tương đối cao so với các cái khung hình khác mà tôi đo là 1.61 m/s. Như vậy mọi người thấy thì cái phần này tôi sẽ hướng dẫn cái siêu âm đàn hồi giáp với hai cái kỹ thuật chính là siêu âm đàn hồi mức biến dạng và siêu âm đàn hồi sóng biến dạng. Thì cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi là nằm trong cái bối cảnh và trong cái lần cuộc khám để đánh giá siêu âm tuyến giáp, tức là chúng ta sẽ đánh giá 2D, đánh giá Doppler, sau đó đánh giá đàn hồi. Thì cái phần 2D và Doppler tôi không hướng dẫn cụ thể ở đây. Thì ở đây thì chúng ta khi đánh giá 2D chúng ta sẽ thấy cái nền của cái tuyến giáp này nó không đồng nhất, nó xuất hiện nhiều cái nốt, nhiều nốt rất là giảm âm rải rác khắp cả nhu mô giáp. Và khi quẹt thế này mọi người thấy cái đường bơ của tuyến giáp không đều. Và khi chúng ta quẹt từ cái thùy phải, chúng ta thấy xuất hiện nhiều cái nốt giáp. Ở đây một cái nốt giáp, đây nốt giáp, đây nốt giáp. Bây giờ chúng ta phân tích nốt giáp 2D này, mọi người thấy dưới hai bên trái đây có một cái nốt giáp, nó dùng để nó tăng âm nhẹ so với nhu mô giáp xung quanh, kể cần nó có một cái nốt vôi hóa. Và phân tích 2D chúng ta sẽ thấy trường hợp đây thì mọi người thấy một cái nhân giáp là cái trục, trục nằm ngang, bờ thì đường bờ thì đường viền thì đều. Bây giờ đánh giá 2D thì chúng ta có thể sơ khởi này. Cái nốt này chúng ta tính điểm, tính điểm bằng 2D. Tức là tăng âm, đặt, tăng âm và bờ điều, không có vôi hóa. Cắt dọc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thì có thể xếp loại cái này là tí rạch 3 nhé, tí rạch 3. Sau khi tính điểm đó mọi người sẽ thấy được nó là tí rạch 3. Bây giờ chúng ta đánh giá đằng siêu âm đàn hồi. Thì trước mắt tôi sử dụng cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi bằng cái kỹ thuật là biến dạng, mức biến dạng và dùng cái công nghệ là ép đầu dò. Khi sử dụng cái kỹ thuật đàn hồi mà đánh giá trên cái độ ẩn ép độ dò, chúng ta tôi chú ý là cái mức ép chúng ta rất là nhẹ, chỉ cần ẩn nhẹ độ dò và thả, ẩn nhẹ độ dò và thả. Và khi cái khung cái roi, cái diện mà cái diện để đánh giá, tức là cái hình ảnh FOV, tức là cái diện khảo sát 2D chúng ta vừa phủ kín của cái nhân giáp, cái nốt giáp và một phần của cái nhu mô giáp xung quanh. Như vậy thì phần này là phủ một phần của tuyến giáp, nhu mô giáp xung quanh và toàn bộ cái nhân giáp. Bây giờ chúng ta dùng cái kỹ thuật vừa ẩn vừa nhả, ẩn nhả. Và khi ẩn nhả chúng ta phải quan sát trên cái thang điểm. Đây là cái thang điểm chất lượng. Thì cái thang điểm chất lượng này nó trên hai mức là có thể cho phép xử lý được rồi. Và đây chúng ta sẽ đến cái chuỗi hình, chúng ta sẽ quay lại và xem lại cái chuỗi hình nào mà có cái thang điểm cao nhất để chúng ta sử dụng. Đây, thì ở đây là mọi người thấy như vậy thì cái thang điểm ở đây là 3 cái mức thang điểm. Thì chúng ta có thể thấy cái vùng cái trên cái hình ảnh này chúng ta sử dụng để đưa vào cái xem xét cái đánh giá cái tính chất đàn hồi mức biến dạng của nó. Như thế cái vùng trên này chúng ta sẽ thấy cái thang độ màu, thang mã hóa màu độ cứng. Cái màu xanh là cứng, cái màu đỏ là mềm.
và cái màu xanh là màu trung gian. Ở đây thì mọi người thấy rất là nhân dạng này là cái vùng này thả màu xanh là cứng, còn cái vùng phía ngoài này là vẫn là mã hóa màu xanh lục là mềm, cái vùng này là mềm. Như vậy có thể trên cái thang điểm ở vùng này là mềm, như vậy thì trên cái thang điểm của áp dụng theo cái theo cái số trường phái Tsukuba thì cái đây là cái thang điểm 2 nha. Và chúng ta thì tính cái mức biên dạng của cái vùng này thì thế nào. Ở đây chúng ta chọn vào cái vùng cứng và chúng ta chọn cái roi tương ứng ở cùng độ sâu ở phần người nhú mô giáp kế cận. Ở đây là 5,09. Và cụ thể chúng ta làm 3 lần như thế, chúng ta đo trung bình cộng 3 lần làm cái tính cái chỉ số đàn hồi nhá, gọi là chỉ số đàn hồi 3 lần như vậy. À, lần này thì cái tỷ số đàn hồi là 2,95. Nhìn thật. Và nhìn như khi mà chúng ta làm cái kỹ thuật đàn hồi này, chúng ta giai đoạn mà chúng ta để tạo cái hình ảnh đàn hồi, chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân phải dừng thở lại, không còn nuốt được miếng. Đây ba mức độ 3, cái là cái chúng ta xem cái hình chất lượng, cái hình chỉ điểm chất lượng ở đây có 3 thang điểm chứng tỏ là nó đạt, thì chúng ta phải sử dụng cái hình này để sự đo. Như vậy là chúng ta 2,7, 2,9 và 5,1 chúng ta cộng lại trung bình cộng. Thì cái này khoảng trung bình cộng là khoảng là 3.6, 3.7. Như vậy thì chúng ta đó là cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi mức biên dạng và dựa trên cái độ ẩn của cái độ do. Chúng ta nhớ chúng ta sử dụng cái động tác ẩn. Và cái mức độ ẩn chúng ta chỉ rất là nhẹ nhàng, chỉ cần thay đổi cái độ ẩn, cái lực ẩn của chúng ta chạm cái đôi giò chúng ta thôi, chứ không được đè mạnh quá mạnh. Và khi chúng ta làm ẩn thế này chúng ta phải chú ý cái thang điểm nhá. Thang điểm thể hiện chất lượng của nó, thể hiện ở thang điểm chất lượng này, nếu nó đạt trên 3 điểm chúng ta có thể là chấp nhận chúng ta sử dụng. Đó là cái kỹ thuật đôi giò ép đôi giò. Bây giờ chúng ta sang cái kỹ thuật là bằng cái công nghệ riêng của công ty Samsung. Họ sử dụng cái công nghệ là sử dụng cái đồ nảy của cái động mạch cảnh để người ta tính toán cái mức biên dạng của cái nhân giác so với mô xung quanh. Thì trong cái kỹ thuật này thì chúng ta không rời lông ép đôi giò, chúng ta để đôi giò thật đứng yên và từ máy nó tính toán cái độ biên dạng của cái mô cái nhân giác so với mô xung quanh. Sau khi nó mã hóa toàn bộ cái điểm chất lượng, thang điểm chất lượng của nó đạt đến tối đa. Ví dụ là thang điểm chất lượng ở đây màu xanh, toàn bộ cái cầu màu xanh là phủ đầy hết. Thế như vậy thì chất lượng đã chứng đó là phép toán, tính toán cái mức biên dạng của nhân giác lúc đó là đạt. Và chúng ta thực hiện đó cái chỉ số ECI. Ở đây ECI là chúng ta phải phủ toàn bộ cái nhân giác. Và đây mọi người thấy cái chỉ số ECI ở đây là 0,57. Thì ECI 0,57 thì thông thường với cái chỉ số trên mức thường thường cái cách phân biệt cái mức độ ác tính hay không ác tính thì cái điểm cắt người ta sử dụng là tối thiểu là 3,1. Đây là cái kỹ thuật mà siêu âm đàn hồi dựa trên kỹ thuật công nghệ là độ nảy của cái động mạch cảnh. Bây giờ chúng ta qua cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi sóng biên dạng. Đi ra sóng biên dạng ở đây có hai cái công nghệ. Trên thiết bị Samsung này người ta đưa vào hai công nghệ thứ nhất là đo điểm, giống như hồi nãy chúng ta đo cái gạt đo bằng điểm, hoặc là đo trên diện phẳng. Đầu tiên tôi đo trên diện, trên đo điểm.
Ở đây cũng vậy, chúng ta chọn cái đo về nhu mô giáp trước. Và khi đo kỷ lục đang hồi, chúng ta phải khuyến cáo bệnh nhân nhìn thở mà không nuốt được miệng. Nhìn thở không nuốt được miệng không? Là kết quả đây 2,59 mét giây. Mọi người nhớ ở đây trong cái kỹ thuật siêu âm đang hồi đo sóng biến dạng thì công ty Samsung họ đưa ra một cái thông số RMI giống như trong cái phần hướng dẫn gan hồi nãy. Cái RMI là cái chất lượng của cái lần đó cái đàn hồi. Ở đây mọi người thấy cái RMI là 0,9 nên chấp nhận đó được. Và cái kết quả đây là trong cái nhu mô gạt bình thường đây là 2,59 mét một giây. Vì sao 2,59 mét giây? Mà bình thường cái nhu mô giả chúng ta ở cái người trưởng thành là khoảng 1,7 đến 1,9 mét giây thôi. Nhưng ở đây không phải 2,59 mét. Trong cái phần đầu cái phần khám 2D bệnh nhân này tôi đã hướng dẫn đến, tôi còn lại cập đến cái cấu trúc của cái nhu mô giả của bệnh nhân này là không được đồng nhất, lẩm tẩm những cái nốt giảm ấm kèm cái hình ảnh cái đường bờ nó không đều. Mọi người sẽ thấy cái hình ảnh 2D của cái trường hợp này. Đây hình ảnh 2D của cái trường hợp này là mọi người thấy đây là một cái trường hợp viêm giáp màng. Cho nên bởi cái viêm giáp màng này thì cái độ chứng nhu mô giáp gia tăng lên. Thì trong cái phần trình bày lý thuyết tôi còn nói sơ qua một cái viêm giáp màng. Bây giờ đó là đo điểm, bây giờ chúng ta đo trên diện phẳng. Cùng vậy cũng hướng dẫn bệnh nhân nhìn thở, không nuốt được miếng. Và chúng ta khởi động đo diện phẳng. Muốn thở, nhìn thở. Và chúng ta cũng là thiết lập cái hình ảnh mà đúc hình, một bên là hình chất lượng của cái phép đo và một bên là cái hình giá trị của tốc sóng biến dạng. Thì ở đây mọi người thấy tôi đo thử giá trị bằng tốc sóng biến dạng. Ở đây là đây cái nhu mô giáp hồi nãy chúng ta đã đo nhu mô giáp ở đây đây là 2,9. Còn cái nhân giáp chúng ta ở đây, chúng ta chọn cái vị trí của cái vùng bởi cái thang điểm chất lượng cao nhé. Ở đây là 3 mét một giây nhé. Nhìn thở. Như vậy thì chúng ta xác định sau khi mình mã hóa bằng cái diện đó, chúng ta chọn trên cái hình chất lượng hình ảnh để cái vùng nào với cái độ tin cậy cao thì chúng ta sẽ đo cái ROI giá trị vận tốc, giá trị độ cứng của cái nốt giáp ở đó, vị trí trên đó. Trường hợp ở đây thì khoảng trung bình khoảng 3,1 mét giây nha. Bây giờ quay lại chúng ta đo điểm trên cái nhân giáp này thế nào. Nhìn thở. Và đây cái kết quả đo điểm ở đây là khoảng 2,9 mét giây. Và mọi người nhớ cái giá trị chất lượng ở đây là 0,9. Hồi nãy chúng ta đo cái nhu mô giáp là 2,59 mét. Bây giờ cái nhân giáp ở đây là 2,9 mét một giây. Như vậy thì có thể nói là một cái nhân giáp là tương đối cứng. Nhưng mà với hình ảnh 2D, hình ảnh đang hồi và trên ảnh sóng biến dạng thế này thì có thể
gợi ý cho đây là một cái thương tổn lành tính thôi, xếp loại là cũng là tirat 3 chứ không không phải vượt mức là để tăng cái mức độ tirat lên hơn. Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cái phần xâm đàn hồi của cái thuyền giả tầng hai kỹ thuật đàn hồi mức biển già và kỹ thuật đàn hồi sóng biển già. Tóc sóng biển già thì chúng ta có hai kỹ thuật đo điểm và đo trên diện phẳng.